Công tác trong ngành giáo dục và đào tạo huyện từ năm 1982. Đến nay, cô giáo Vũ Thị Lý đã có hơn 30 năm trong nghề dạy học. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, nhưng dù ở đâu, thời điểm nào, với cô Vũ Thị Lý, tình yêu thương, tinh thần tất cả vì học trò vẫn là trên hết. Điều này đã được các thầy cô giáo trong trường tiểu học Vĩnh Khê, thị trấn Mậu Khê luôn coi là tấm gương để mọi người học tập. Tôi về trường đến nay là đã được 4 năm. Khi về trường thì thực sự mà nói là tôi rất là ngưỡng mộ cô giáo Lý. Cô Lý là một cô giáo đã có bề dày thành tích và đã nhiều năm đạt chiến sĩ thi đua. Và cô có nhiều những cái kinh nghiệm trong giảng dạy và cũng như là rèn giũa học sinh. 5 năm học qua, cô giáo Vũ Thị Lý luôn luôn được các thầy cô giáo tín nhiệm và ban giám hiệu nhà trường tin tưởng, phân công là giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên giảng dạy đội tuyển toán của trường. Không những vậy, cô còn là giáo viên ôn luyện đội tuyển toán của huyện và 4 năm học từ năm học 2008-2009 đến năm học 2012-2013 là giáo viên ôn luyện toán cho đội tuyển toán quốc gia cấp tiểu học của tỉnh Quảng Ninh. Đây là vinh dự không nhỏ đối với cô Vũ Thị Lý và của trường tiểu học Vĩnh Khê. Cũng như các thầy cô giáo khác trong ngành, tình yêu thương học trò của cô Vũ Thị Lý là vô bờ bến. Những kiến thức cô truyền dạy cho các em học sinh, bài học làm người luôn được cô truyền dạy cho các em bằng sự quan tâm, giáo dục cho các em có đạo đức tốt, biết kính thầy, mến bạn, có ý thức học tập và tinh thần tập thể cao. Trong quá trình giảng dạy, cô giáo Vũ Thị Lý luôn luôn chú trọng đến kiến thức cơ bản cho học sinh. Cùng với đó, cô luôn tích cực rèn giũa, bồi dưỡng và khuyến khích học sinh tham gia vào các cuộc thi do nhà trường và phòng giáo dục tổ chức, điển hình như các cuộc thi toán Olympic, toán tiếng Anh, giao lưu toán tuổi thơ. Cô giáo Vũ Thị Lý là cô giáo đã 30 năm công tác trong ngành giáo dục. Cô có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu và luôn hết lòng vì học sinh thân yêu. Về chuyên môn nghiệp vụ thì cô giáo là một cô Lý là cô giáo có chuyên môn nghiệp vụ tốt và có đã nhiều năm cô đã là giáo viên giỏi cấp cơ sở, cấp tỉnh và đạt các danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Và cô là một trong các cô giáo được Sở Giáo dục Đào tạo tín nhiệm là giáo viên ôn đội tuyển toán nhiều năm của Sở Giáo dục ôn cho đội tuyển toán quốc gia và đã được phòng Sở Giáo dục và Phòng Giáo dục tặng thưởng trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Những cố gắng của cô Vũ Thị Lý cùng tập thể giáo viên nhà trường đã mang lại những thành tích nổi bật cho nhà trường. Tính từ năm học 2011-2012 đến nay, trường tiểu học Vĩnh Khê luôn có 100% học sinh đạt học lực giỏi. Bản thân cô giáo Vũ Thị Lý đã giành được nhiều danh hiệu. Đặc biệt, trong năm học 2014-2015, cô đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong công tác.